Từ những kết quả nổi bật đạt được trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Ngọc Hồi tiếp tục huy động các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và giữ vững các tiêu chí, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024. Đến nay, huyện Ngọc Hồi có 100% số xã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới, huyện có 6 trên 9 tiêu chí đạt chuẩn. Nhờ vậy, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, vai trò của hệ thống chính trị và chủ thể của nhân dân được phát huy. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo lộ trình, năm 2024, cùng với các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân phát huy nội lực, tích cực chung sức, đồng lòng, tham gia xây dựng nông thôn mới, huyện Ngọc Hồi tập trung nguồn lực hơn 30 tỷ đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư các hạng mục, công trình như cứng hóa đường giao thông, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn, hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, triển khai chương trình OCOP, phát triển du lịch nông thôn. Qua đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.